Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker nha. Hôm nay mình sẽ nói cho anh em một cái chuyện nữa là mấy anh em rất là kỳ ha. Nói chung mình sẽ không có công khai cái anh đó ở trên đây. Mình tôn trọng những người đã tới chơi với mình cho nên mình sẽ không nói về vấn đề đó. Và hôm nay sau vấn đề đó mình sẽ nói cho anh em thêm về những loại giấy tờ. Đây, cho anh em thấy đây là con Kawasaki Z300 ha. Thì mình đã đăng bán. Rất là đẹp luôn, không có chỗ nào để chê hết. Đó, không một vết chày. Đây, quay gần luôn cho anh em xem đi. Từ cái bình xăng nè, tới mọi thứ. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn, là không thiếu gì nào đâu anh em. Một chủ sử dụng từ đầu đến cuối luôn á. Đó. Rồi, anh em coi đi, odor 13k. Nhớt thì thay mới. Nhớt thì đặt mình chính mình là người thay mới luôn á. Con xe này có ABS trước sau nha anh em. Kawasaki Z300 có ABS trước sau. Đó. Bình xăng là nó không một vết chày, mọi thứ luôn đều không một vết chày. Quay kỹ xe cho anh em xem. Rồi mình sẽ nói tiếp nè. Thì cái anh đó quay chưa? Rồi thì cái anh đó mới qua mình là mua con xe này, thì muốn mua con xe này. Rồi thì ngày đầu tiên mua qua chốt ok. Nói thì ảnh muốn vô cặp vỏ mới cho xe nó mới. Ok, mình tặng ảnh luôn cặp vỏ 2 triệu mấy nè anh em. Đây cặp vỏ mình để kế bên nè. Cặp vỏ mới chưa khui luôn. Cặp vỏ đúng 2 triệu rưỡi mà xe mình bán chỉ có 90 triệu thôi. Xe chỉ có 90 triệu nha anh em. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Là có nghĩa là biển số thành phố Hồ Chí Minh so với những xe khác nó sẽ mắc hơn tới 4 triệu. Khi mà anh em lấy một cái biển số thành phố Hồ Chí Minh là mắc 4 triệu. Sẵn đây mình giải thích cho anh em nghe luôn. Ví dụ nha. Con R15 này là biển huyện, biển 70, biển huyện. Thì khi anh em ở thành phố anh em mua về á, thì anh em sẽ đóng ở thành phố Hồ Chí Minh anh em sẽ đóng là 4 triệu tiền biển số nữa. Nó rất là mắc. Nhưng mà khi anh em ở huyện, anh em mua xe huyện á, thì nó rẻ. Biển số có mấy chục ngàn thôi à. Đó. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh mua xe biển số thành phố Hồ Chí Minh mà về xe huyện á, cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ. Mình sang biển số về huyện là cực kỳ rẻ. Hoặc là xe tỉnh về huyện, nói chung là những cái xe nào về huyện về tỉnh rất là rẻ. Nói chung xe mua xe biển số thành phố Hồ Chí Minh mà mấy anh em ở dưới tỉnh xa hoặc ở huyện á, ra tên rất là rẻ nha. Còn mà anh em mua xe huyện mà ra thành phố Hồ Chí Minh rất là mắc. Mình có một người em đã mua xe ở dưới tỉnh và về biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe 150 thôi là đã tốn hết 8 triệu, gần 8 triệu, 7 triệu rưỡi là tiền thuế với tiền biển số luôn đó. Thì mình lưu ý cho anh em mua là khi mà anh em hỏi mình mua xe á, thì mình cứ hỏi là anh em ở đâu để mình làm sao cho anh em tiết kiệm chi phí nhất có thể, là ra biển số ít tốn tiền á. Như xe này xe huyện thì anh em mua ở huyện thì nó rất là rẻ. Anh em ở huyện mua lại xe này thì rất là rẻ nha, bất kỳ ở đâu trong hộ khẩu á. Nói chung là anh em tới mình mua xe là mình hướng dẫn hết, những anh em đã từng mua xe ở mình rồi là mình chỉ hết nha. Rồi đây đó, con xe rất là đẹp đó. Thì ảnh á ok, ảnh nói nhà ảnh gần đây, thì mình nói ừ hôm sau đâu khỏi cọc đi. Rồi xong một ngày, qua ngày hôm sau ảnh kêu là để ngày hôm sau chiều ảnh qua coi. Rồi qua chiều hôm sau mình chờ ảnh, nói chung mình tôn trọng anh em mà, mình chờ ảnh. Đúng ra ở mình 6 giờ đóng cửa thôi, cho mấy anh em nó về. Chờ ảnh tới 7 giờ nhắn tin, ủa sao anh không qua, anh có nhiều việc của em, anh không qua không có được. Rồi mình bỏ qua luôn, ảnh nói là mai qua. Rồi mai qua im luôn, và mình kiểu như mình không muốn nói nữa luôn, kiểu như là ảnh quá kỳ á, mà mình không muốn nói luôn, là mình bỏ, mình cũng không thèm nhắc nữa chi đâu. Nói chung là anh em chơi vậy là cũng hơi kỳ á. Nói chung là tránh những trường hợp đó ra ha. Đó, nói chung là hứa hẹn tùm lum hết, cho nên bây giờ mình chốt một câu luôn. Anh em thích xe, anh em cọc thì mình mới giữ, còn không thôi nói miệng là mình không ấy nữa. Đó, mình đã bị một trường hợp rồi nè. Đó, một trường hợp này đó, chỉ nói miệng không à. Nói miệng không, nói nhà anh gần em rồi anh sẽ chốt, anh sẽ lấy chiều, anh sẽ qua 4-5 cái chiều luôn, không qua cũng không nói tiếng nào. Thì bây giờ cho nên đó, mình bắt mấy anh em cọc là gì á. Nói chung là cọc xong rồi nói chuyện. Còn mà xe mà sai như mình nói á, tại vì một chiếc xe mình quay clip rất là kỹ, cực kỳ kỹ luôn, từ một cái hốc cái hẻm. Mà đương nhiên là anh em mua xe cũ thì đương nhiên nó phải có những vết chày xước, mà con này cực kỳ gan, đồ chơi quá trời luôn. Rồi tiếp theo nè, con này mình mới về nè. Con này anh em chơi R15 là mới ok nè. Xe lướt luôn,
tháng 20 mấy tháng 9 2019 đó, mới mua mấy tháng thôi, order có 6.000 thôi, không một vết chày luôn đó. Những chiếc xe em lấy về là phải những xe như vậy nè, không một vết chày, cực kỳ mới, vỏ nè còn full chỉ luôn nè, chưa chạy gì hết đó, chỉ nè, vỏ trong đó còn chỉ nữa, thấy không, chỉ ấy rồi. Mấy cái này mua giờ chỉ chạy thôi, order mới 6.000 mà à, có lên là che phục trước nè đó, chống đổ nè, bảo vệ các nước nè, rất là nhiều. Nói chung là xe rất là ok luôn. Mấy con xe này thôi nó như đập thùng, anh em khỏi cần phải bàn cãi gì nữa. Khỏi cần bàn cãi gì hết đó. Con giấy 300 bên đây cũng quá ngon, tuyệt vời luôn. Cặp vỏ không mình mua là 2 triệu mấy rồi đó. Mua đó, thấy không anh em, không hiểu sao anh em nghĩ gì luôn đó. Rất là buồn luôn, cảm thấy như là mình không được tôn trọng á, nghĩa như mình tôn trọng người ta, mình sợ người ta tới không có mình vẫn cố gắng chờ, mình chờ, mình nhắn tin, mình hỏi anh bận làm anh qua không được, rồi xong bỏ qua ngày sau. Rồi im re, im rồi mình im luôn, đâu cần thiết đâu. Ví dụ anh không, ảnh không lấy á, thì những anh em khác người ta cũng mua à, thiếu gì người mua đâu. Tại vì những chiếc xe ngon cái gì á thì mấy anh em săn rất là hiếm và không có nhiều đó, mà ảnh làm như vậy á, nó nói chung là bó tay. R15 này là cọc rồi nè, thằng em ở dưới tỉnh nó đã cọc rồi. R15 bản giới hạn 400 chiếc. Bây giờ mình sẽ nói cái giấy tờ luôn ha. Đầu tiên mình sẽ nói về cái giấy tờ là qua đây đứng nói nè ha, cho đẹp nè, chỗ Z8 à. Hai con H2 này không có bán nha anh em. Có con Z8 này mình đang đi nè, là cũng chưa có ý định bán đâu, nhưng mà có bạn mình nó định mua con này rồi nè. Mà anh em biết sao không bán không? Bởi vì con Z8 này đi lại trong thành phố rất là ok, anh em đi ốp hay là đi uống cà phê gì rất là thoải mái, nó là dòng nách á, rất là thoải mái. Nhưng mà có đứa bạn mình nó năn nỉ, nó kêu bán đi mà cũng chưa có bán. Rồi bây giờ sẽ nói về các loại giấy tờ ha. Đây, khi mà nó sẽ có nhiều cái như nè, khi anh em muốn ra tên thì anh em phải ký giấy mua bán, ký giấy mua bán rồi anh em ra tên cà vẹt của mình. Còn những anh em muốn trải nghiệm thì chỉ cần ủy quyền thôi là được. Ký giấy ủy quyền chỉ tốn có 100.000 thôi. Xe phân khối lớn, xe R15 rồi là 100-200.000, còn xe phân khối cao nữa là 300.000 chuẩn. Thì cái giấy ủy quyền nó cũng như xe mình thôi, khi mà xe còn ủy quyền á thì ký giấy ủy quyền, thì chiếc xe đó bạn có thể chạy sở hữu nó, chạy bình thường, và bạn cầm tờ giấy ủy quyền đó bạn có thể bán cho người khác, chỉ là cái biển số với lại cà vẹt là tên chủ cũ thôi, chứ ủy quyền là bạn đã sở hữu cái con xe đó rồi, bạn chạy và bạn có được quyền luôn bán cho người khác. Ví dụ một người muốn trải nghiệm đi, hôm nay bạn mua chiếc Z800 rồi bạn chơi nó để trải nghiệm coi thử nó cảm giác như thế nào, thì bạn sẽ ký ủy quyền. Nếu như xe còn ủy quyền, còn hết ủy quyền là phải ký mua bán ra tên nha. Ký ủy quyền xong một thời gian sau chán, không muốn đi Z8 nữa, muốn lên H2, thì nếu như mà xe có ủy quyền á thì bạn cầm cái tờ ủy quyền đó, bạn ra phần công chứng, bạn có thể chứng bán cho người khác, rồi người khác ra tên, ra biển số. Chứ mà bạn muốn trải nghiệm nó mà một lần bạn ra biển số nó, những con phân khối lớn hay nè, ra biển số mà đóng thuế chung khu vực thì không sao. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hồ Chí Minh thì không sao, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh với lại thành phố khác thì nó rẻ, nó tốn chừng vài triệu đổ lại. Còn nhưng mà anh em ở những tỉnh xa, ví dụ như là Tây Ninh mà về biển số thành phố Hồ Chí Minh là tệ tệ á, như con Z8 này tệ tệ, đóng thuế ra biển số luôn tầm 12 triệu, 13 triệu đổ lại. Nó rất là tốn kém, mà trong khi anh em ký cái ủy quyền tốn 300.000 thôi, anh em đi luôn, có xe đi luôn, khỏi phải chờ đợi. Khi anh em ký ủy quyền là anh em khỏi phải chờ đợi nha, có nghĩa là ký tờ giấy đó là lấy xe đi bình thường, đó là xe của mình đi bình thường. Còn khi anh em ký mua bán, anh em ra tên mới, cà vẹt mới, ra biển số mới thì anh em phải chờ. Ví dụ xe ở tỉnh quá xa phải chờ rút gốc vào tầm 14 ngày. Rồi xong, rút gốc đó xong rồi anh em phải lên cái chi cục thuế nơi anh em ở, anh em đóng cái thuế đó. Rồi xong lấy cái tờ giấy thuế đó, anh em đi qua công an chỗ làm biển số, lập một cái tờ khai, cà số khung số mấy, điền vô đó rồi gửi cho công an. Rồi công an nó sẽ
cấp biển số mới, cà vẹt mới cho anh em, là đóng tiền, đóng tùm lum tiền đó. Đó thì nó rất là rườm rà. Nhiều anh em người ta muốn trải nghiệm, người ta ký ủy quyền thôi. Nó rất là đơn giản, ký ủy quyền thì rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà một chiếc xe tâm huyết thì bạn có thể ký mua bán vẫn được. Ký mua bán nó sẽ rẻ khi mà xe đó là biển thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là bạn ở Tây Ninh, bạn mua một chiếc xe Tây Ninh thì nó sẽ rẻ. Mình chỉ cần sang tên, đổi cà vẹt thôi, khỏi cần đổi bản số thì nó rẻ nha. Chung khu vực thì nó rẻ nhưng mà khác khu vực thì sẽ mắc. Mà mình nhắc luôn là có nghĩa là xe thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký bản số mắc nhất. Và khi anh em mua xe biển số thành phố Hồ Chí Minh á, anh em về mấy khu vực bất kỳ ở đâu luôn, bất kỳ ở đâu, hóc hẻm nào nó đều rẻ đó. Rồi đó là xong một cái giấy tờ về giấy tờ ủy quyền và giấy tờ mua bán. Và đặc biệt khi bạn ký giấy mua bán, ví dụ bạn ký giấy mua bán với lại Minh, ký giấy mua bán với lại Minh mà bạn bị cái gì đó, bạn không có muốn là ví dụ một chiếc R15 này nha, mình nói vậy cho dễ hiểu, đây là một chiếc R15, đây là biển huyện, Bình qua đây, Bình qua đây, ví dụ cho anh em dễ hiểu. Thằng Bình nó là người mua của mình mà nó không có ký ủy quyền, nó muốn ký mua bán để về sang tên. Rồi ok, Bình em đã ký giấy mua bán với anh để em về em sang tên. Nhưng mà thằng Bình nó chạy mà nó quên luôn sang tên, rồi nó chạy thác, nó chán, nó bán. Thì những chỗ uy tín như Minh nè, thì Minh có thể chạy ra hủy cái giấy mua bán đó với em, rồi anh thu lại xe này. Hoặc là những chỗ uy tín như Minh, em bán cho thằng bạn em nó được giá hơn, em chưa ra tên mà, thì em có thể lên nhờ anh liên hệ, anh Minh ơi hủy giùm em cái giấy mua bán đó để em ký qua cho thằng bạn em, thì anh sẵn sàng ra giúp, anh em hỗ trợ tiền cà phê thôi là được. Chứ không phải có một trường hợp á là nó không chịu làm á, những chỗ mà khó chịu á, những chỗ mà mua bán tùm lum á, người ta không chịu. Em bị rồi mà, bữa em dắt đi gặp một trường hợp rồi, là có nghĩa là nó bắt ép mọi, nó ép xuống giá thấp luôn nó mới chịu hủy với mình. Còn như anh em mua xe ở Minh, anh em thích hủy để anh em bán cho người khác thì mình sẵn sàng ra thôi. Anh em ly cà phê rồi chơi cho vui rồi đó. Cho ví dụ như mình sai mập này ra thì anh em gửi tiền cà phê cho mập thôi. Ví dụ có những người mình hỗ trợ rất là nhiều đó, mình sai mập này đi không á. Đó là xong cái những cái mà thắc mắc cho anh em chơi xe về tất cả mọi cái thủ tục mua bán giấy tờ sao ha. Còn một cái nữa đó là rút gốc thì mình muốn sang tên, ví dụ xe bạn ở thành phố Phan Thiết nhưng mà bạn là người mua xe, bạn ở dưới Tây Ninh thì bạn phải xuống Phan Thiết rút gốc, xong rồi bạn về Tây Ninh bạn nhập. Đó thì nó là một cái quá trình như vậy. Mà rút gốc thì nói chung có dịch vụ rút gốc hết, hoặc là bạn tự đi rút cũng được, nói chung rất là dễ. Những cái vấn đề này nó rất là đơn giản. Nếu như bạn có muốn chơi xe lâu dài thì Minh khuyên luôn, anh em phải một lần thử đi, một lần thử chơi ủy quyền và một lần thử cầm cái giấy ủy quyền đó đi bán, và thử một lần mình đi ra tên mỗi con xe mới, bấm biển số mới cho mình biết với người ta, nó ngồi nhậu rồi mình có thể chém gió được đó. Chứ mà anh em không thử, anh em cứ cái lúc nào cũng nhờ dịch vụ, cuối cùng mình không biết gì hết. Nó như Minh nè, Minh hồi xưa là Minh cũng tự tay luôn đi bấm số xe mới, đi rút gốc xe mới, ký ủy quyền xe mới, nói chung thử hết luôn mọi thứ, xong rồi mới dám nói với anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này. Quên, bữa anh em nào cho xin nghe tiếng bô này, quên rồi, bữa anh em nào cho xin nghe tiếng bô của chiếc H2, Minh nói luôn ha, chưa có thời gian. Anh của Minh là chủ trường đua 2K, nói là đem hai con xe này lên 2K để review, nhưng mà không có thời gian anh em, đi quay suốt thôi. Rảnh là chỉ đó, làm clip gì cho anh em, nó không có thời gian mà chạy xe luôn. Thì đây cái sườn màu xanh này là bản châu Á, còn cái sườn xám xám bên kia kìa, nó là bản châu Âu nha. Đó thì nó khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu. Thì bây giờ cho anh em nghe tiếng máy của cây bô này. Quay qua đây nè cho anh em xem. Bữa mấy anh em nào coi clip mình bán xe thấy nghe chưa? Ồn lắm. Máy đề một xíu cho nhớt nó bơm lên nè.
ở trong phòng kính á, mình không có nạt diều được. Hôm nào á, rảnh rảnh mà ra đường á, lên trường đua á, thì sẽ nạt cho anh em nghe. Trong phòng kính nạt nó rất là hôi xăng. Ở trong đây là phòng kính, phòng máy lạnh nó rất là hôi xăng đó. Trên lầu bạn là cái máy lạnh nè, nó rất là hôi xăng ha. Anh em thấy không, mỗi chiếc xe đều can. Ví dụ, tại vì những chiếc xe ở đây đó, mình đều hướng dẫn mấy anh em lúc nào cũng lau sạch sẽ đó. Con xe này là mình bữa mới chạy đi chơi nè. Xe này là xe Bô Vinh Móc. Chưa có ý định bán nha anh em. Đưa anh chìa khóa thôi. Hai chìa đều là chìa của nó luôn em. Chìa của nó hết á. Ví dụ sợ công an thì chơi vậy nè. Đi trong thành phố nhiều, gặp công an nhiều thì mình móc bô, móc nhẹ chơi. Nó vẫn lực nha anh em. Về. Đấy. Rồi đúng chưa? Rồi nè. Này là đi là công an sẽ không bắt, tại này là bô zin móc nhẹ thôi. Nó vẫn lực. Nó vẫn lực như bô độ luôn. Đó. Ví dụ mà anh em đó sợ giao thông đồ này nọ thì đó, để bô zin này mình móc nhẹ thôi, nghe vẫn lực. Tại vì bốn máy anh em lắp bất kỳ cây bô nào nó vẫn hay. Còn một máy như R15 anh em hay lắp cái cây SC bự vô nó không có hay. R15 thì anh em phải lắp mấy cái lon dài á, Akamovic hoặc là đó, lon dài dài sẽ hay. Còn bốn máy anh em lắp cây bô cũng hay. Anh em lắp cái bộ size cắt ngắn móc luôn cũng hay nữa. Nó vẫn ra cái âm thanh in 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 in, đó là hay. Con xe này đi lại trong thành phố rất là ok luôn. Đi nó đỡ mỏi hơn là sport. Sport đi cực lắm anh em. Sport đi lúc nào anh em cũng phải chồm hết á. Mà dạo này á Bình, má anh sao tự nhiên bị đau á. Ngồi nó bị đau hai chân. Rồi sport nửa cha đó. Thì con xe này có anh em cọc rồi. Xe đó chưa á, xe màu đen này chưa, mà xe này ngon lắm rồi anh em. Anh em mua xe này thôi đó, y chang như xe mới luôn. Xe mới thôi, chỉ có 57 triệu thôi á anh em. Như xe mới, chả khác gì xe mới, mà có sẵn đồ chơi này nọ kia khác rồi. Đỡ tốn một mớ luôn á. Còn con xe này khỏi nói, rất là ngon luôn. Mình đi tour mình cũng thích, nhất là cầm Z300 nhẹ nhàng, tiết kiệm xăng, mà chạy rất là ok, kéo lên 150 thôi miên man. Anh em nào mà có sở thích đi phượt đi xa chọn con này là hợp lý nhất. Đi trong thành phố nữa, nhắc tới con Z300 lại muốn chửi cái ông bữa đó. Hỏi thằng em mập nè, nhớ cái ông bữa qua mà thử xe đồ không, qua thử Z800 rồi này nọ kia khác, rồi qua đồ chốt rồi này nọ, cuối cùng qua bắt anh em mình chờ. Nhưng mà mình sẽ không, vì mình là một người rất là tôn trọng anh em. Dù anh em làm với mình như vậy á, mình vẫn tôn trọng anh em. Mình không có muốn là khai tên anh em ra. Mình còn kể cho anh em nghe một cái trường hợp nữa nè. Đó là mình quen biết một cái chủ xe ở bên Bình Thạnh. Một cái chủ xe ở bên Bình Thạnh á, thì anh đó nói á, anh bán cho người ta là 66 con MT15 mới mua luôn anh em, đi được có 2000 cây thôi. Là anh bán cho người ta là 66. Nhưng mà anh bán cho mình á, cho mấy anh em xem kênh á, anh đó cũng có ý đồ tốt với anh em mình luôn. Là anh bán cho anh em xem kênh chỉ có là 63.500.000 thôi. Là có người chốt ảnh 66 mà ảnh không bán, kêu là anh bán cho mình 63.500.000 thôi. 63 hay 64 gì đó, quên lắm rồi, lâu lắm rồi quên. Thì con MT15. Rồi fan của mình, một bạn đó, anh em xem kênh anh nhiều lắm. Rồi ok, mình chỉ qua đó mua luôn, là qua trực tiếp với chủ xe luôn. Là người ta đã chốt rồi, hình như là bớt là 64.500.000 á. Ông nội ông qua ông trả tiếp, ông trả giá tiếp người ta, ông kêu 62 triệu. Cái xong người mà người anh nó xem kênh mình, nó nói ủa Minh sao kỳ vậy, tự nhiên bữa ông qua em làm việc với anh rồi mà tự nhiên giờ qua trả giá anh 62 triệu, ép giá là sao. Rồi cuối cùng không bán luôn. Rồi cuối cùng mà anh đó nghĩ Minh xấu, mà Minh đâu có làm gì đâu xấu. Ảnh xem cái kênh bạn mà mua xe MT15 á, là muốn mua xe của mình chỉ qua thẳng bên ảnh luôn để mua luôn cho có giá tốt. Và mình, anh để giá tốt cho mình luôn, mà mình không lấy một xu nào luôn, mà tự nhiên thành mang tiếng luôn. May mà anh đó hiểu, anh kêu ừ cái thằng đó tào lao quá, thôi kệ nó đi.
rồi xong bỏ qua. Nó rất có nhiều chuyện mà những anh em tào lao đến đây, nhưng mà mình sẽ không công khai tên anh em nào hết. Mình cho mấy anh em nó biết là mình vẫn sống đẹp.